Rồi, hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube bên Tuấn Mô Tô. Hiện tại thì cửa hàng Tuấn Mô Tô thì anh em đã thường biết rồi, rất là nhiều anh em biết rồi. Nó chuyên mua bán tất cả các dòng xe mô tô ha, phân khối lớn, phân khối nhỏ nha. Những dòng xe đã qua sử dụng đó, nhưng mà đặc biệt là những dòng xe ring nha. Những dòng xe ring anh em, đó, những dòng xe chính hãng nha. Anh em mình để ý nha anh em. Đó, con này là hôm nay thì cũng là cái tháng cuối năm thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô cũng mới vừa về một con Suzuki AM 150. Con này là đời của nó là 2012 anh em, đời cuối 2012. Con này thuộc dòng Suzuki AM 150. Đó, con này thì hộp số của nó là 6 số ha, 6 số biển số thành phố nha. Hiện tại thì chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên luôn. Con này odo của nó là chạy 10.000 cây. Đó, xe thì khá là đẹp ha. Tất cả xe là trên xe, đồ trên xe là vẫn nguyên ring anh em, chưa có thay thế hay là sửa chữa bất kỳ gì trên xe nha. Ốc tán hiện tại thì em thấy cũng còn khá là mới anh em, hầu như là vẫn còn bãi màu ha, rất là đẹp. Nhớ, mọi thứ phụ tùng trên xe là vẫn còn ring theo xe, bô nè, bô ring nha, không có móc bô ha, nổi tiếng rất là êm. Con này thì hệ thống của nó là phun xăng điện tử FI, nó cực kỳ lợi xăng luôn nha. Đó, nó cực kỳ lợi xăng. Mấy dòng này mà anh em đi phượt nè, anh em đi làm này, anh em đi xa nè, đó, anh em về quê đồ, anh em đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu ha, nó trong con xe này khá là bền luôn, cực kỳ bền. Vỏ trước vỏ sau, vỏ của nó thì em thấy là vỏ không rụt ha, vỏ trước cũng là vỏ không rụt luôn. Gai thì còn khá là sâu anh em, gai này thì quá là đẹp luôn đó, gai rất là sâu nha. Con này thì máy, con này thì anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi anh em, anh em mình cũng không cần làm thêm cái gì. Con này thì em thấy cũng còn khá là kỹ đó, rất là chắc chắn nha. Con này thì chạy bánh mâm đó, tem là tem ring, nước sơn ring nha, phục nè, khá là đẹp. Về phần máy con này thì nó là phun xăng điện tử FI 150 đó, nên con xe này thì anh em thấy không, nó còn khá là chất lượng luôn. Ốc tán hầu như là vẫn còn bãi màu anh em, máy móc ring côn rất là nhẹ đó. Mấy con này thì anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi, anh em mình không cần làm thêm gì con này đó. Vỏ trước vỏ sau bánh đồ, cái đồ trên xe là vẫn còn là ring theo xe hết cho anh em đó. Con này thì hiện tại bên cửa hàng 30 triệu 500. Đó, anh em nào cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Còn nếu như anh em nào mà không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua được ha, bên cửa hàng Tuấn Mô Tô sẽ có xe ship về tận nơi cho anh em mình luôn. Đó, để anh em mình có xe anh em đi Tết ha, tạo điều kiện rất là lợi, thuận lợi cho anh em. Và đặc biệt khi anh em mua xe bên cửa hàng Tuấn Mô Tô mà trong thời gian sử dụng á, có gì mà hư á, anh em cần mua phụ tùng thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô có bán phụ tùng và có ship phụ tùng cho anh em mình luôn. Đó, để anh em mình có phụ tùng để thay thế nha. Con này thì nói chung là máy móc rất là ổn anh em, máy móc cực kỳ ok. Con này thì thấp chứ không có cao nha, con này yên liền nè, con này thấp chứ không có cao. Bình xăng này thì chứa tầm cỡ 10 lít anh em. Này, 1m50, 1m55 là anh em ngồi đi vô tư nha. Bi đông này thì nó thấp, nhưng mà tư thế thì anh em ngồi nó trải trong đó, nó trải trong đó. Kiến hậu nó vẫn còn riêng theo xe. Trên đồng hồ của nó thì có đồng hồ tô mái này, đồng hồ km nè, đồng hồ điện tử nha. Con này là đồng hồ điện tử đó, anh em mình để ý nha, đồng hồ điện tử, đồng hồ bố xăng nè, đồng hồ bố số nè, xi nhan trái, xi nhan phải và bơm mo nè. Đặc biệt con này anh em mà mới chơi anh em đi cũng được anh em, vì con này nó có bố số cho mình đầy đủ luôn. Giờ cho như số 1 là nó báo số 1, 2 rồi ba số 2, 3, 4, 5. Rồi anh em về số thì anh em cứ dặm lại phía xa móc, dặm phía trước thì nó phải về số ha. Số 1 anh em dặm phía trước, 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên. Đó, rất là ok nha. Rất là nhẹ nha anh em, phục nhúng rất là êm. Mấy con này thì anh em gọi là sử dụng gọi là trâu bò luôn anh em, rất là bền luôn. Đó, bình xăng của nó, tem của nó là vẫn còn nguyên ring. Đó, anh em nào mà có cần mua thì liên lạc cho em nha. Mà đặc biệt bên cửa hàng còn khá là nhiều các dòng xe mô tô để cho anh em mình lựa chọn luôn. Bên cửa hàng còn rất là nhiều các loại dòng xe mô tô. Anh em nào muốn tìm sở hữu cho mình chiếc xe ưng ý thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng để anh em xem. Đó, anh em nào cần mua thì anh em địa chỉ cửa hàng Minh Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình xem xe trực tiếp tại cửa hàng luôn nha. Đó, anh em mình để ý. Rồi, không để anh em chờ đợi lâu, em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem. Đó, để như bốc không như thế nào. Rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe này, giới thiệu cho anh em những món đồ nào gọi là ring, còn chất lượng món đồ nào gọi là thay rồi, món đồ nào ring.
mà đặc biệt con này là nguyên zin hết nha. Giá này thì em thấy cũng khá là hợp lý luôn anh em. Giờ anh em mua những con xe chính hãng như vậy, hệ thống phun xăng FE, đồ chính hãng, biển số thành phố chính chủ mà giá chỉ có 30.500.000 thì em thấy quá là hợp lý luôn. Giá này có thể là anh em nợ gần thì anh bên em có thể bao ship cho anh em được luôn. Đó, anh em mình để ý nha. Đó. Còn nếu anh em ở xa thì cứ chạy lên mua để anh em chạy về, mấy con này thì anh em chạy rất là khỏe, cực kỳ mạnh nữa, đồ đạc nó rất là chuẩn anh em. Giống như là tháng trước này, tháng sau này anh em thắng rất là chuẩn luôn. Đó, em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem vài dòng nha. Rồi anh em nào cần mua thì anh em cứ việc liên lạc cho em. Đó, bên em là có ship xe đi các tỉnh luôn cho anh em mình luôn. Anh em mình ở tỉnh, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô sẽ ship về tận nơi cho anh em mình luôn nha. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, con xe khá là đẹp luôn anh em. Đó, anh em nhìn ha. Kính hậu nè, mọi thứ trên xe là anh em thấy khá là đỉnh không? Nó rất là đỉnh luôn nha. Rồi, ok anh em luôn. Em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem như thế nào, tư thế ngồi chạy như thế nào, bộ số vô số như thế nào, côn nó như thế nào. Đó, anh em mình xem thử có hợp với phong cách của mình hay không. Đó, anh em mình nếu như anh em nào cũng thấy ưng ý tìm những dòng xe này thì anh em nên dứt con xe này cho em, vì con xe này đã bao anh em được nguyên zin, chạy rất mạnh luôn nha. Đó, không có bị lỗi gì về FE hết. Nó dòng xe đời 2012, những dòng xe Suzuki này thì đa số là linh kiện là nhập từ Nhật hết nha, anh em mình để ý nha, linh kiện là nhập từ Nhật hết nên chiếc xe này khá là chuẩn luôn. Đó, bên cửa hàng bán ra cho anh em là bao anh em là chạy ok nha. Đấy, anh em mình để ý nha. Gần Tết rồi, anh em là cần xe đi phượt đi chơi thì anh em nhanh tay liên lạc nè. Tua máy rồi lên, đồng hồ km rồi lên, đồng hồ nói chung là đồ điện tử hết anh em. Nó mấy con này là đồng hồ điện tử hết nha, nên anh em mình yên tâm. Đó, kim xăng nè, vô số nè, anh em bóp côn lại anh em đề máy nha, rồi anh em bóp côn lại anh em vô số màu anh em dặn phía trước nè, là nó vô số màu rất là nhẹ luôn anh em. Rồi anh em lên ga, anh em thả mà ra từ từ ra thì nó sẽ lên, nó sẽ chạy thôi. Anh em nào mới tập chơi, anh em chạy lên những con xe như vậy nó rất là ok luôn anh em. Máy nó nổ chuẩn nha, không bao giờ tắt máy bậy bạ, vì dòng này là dòng FE. Đó, thắng nè, anh em nhúng rất là êm. Đó. Rồi anh em lên ga này, anh em chạy thôi. Đó, rất là đơn giản nè anh em. Đó, anh em nào mới chơi anh em đi những con xe như vậy. Ôm cua nè, anh em chạy rất là nhẹ luôn, em chạy từ từ cho anh em xem. Côn thì anh em thả ra. Đó, rồi anh em lên ga nó vừa với cái tiếng ga thôi, vừa với cái ga là anh em thả ra là anh em lên thôi. Nó rất là nhẹ luôn anh em. Đó. Đây. Trong lúc làm video thì em nói hơi nhiều, em chỉ cho anh em nhiều cách để anh em chạy. Nhiều lúc anh em biết rồi thì không sao, nhưng mà nhiều anh em chưa biết anh em rất là khó chạy. Nên em chỉ cho anh em chạy đó, anh em thắng lại nè. Nói chung đi mô tô thì đa số là tháng trước thôi. Em thì nói chung là quen tháng trước rồi. Tháng sau ít thắng. Rồi anh em lên này, em chạy thêm một vòng để cho anh em mình xem nha. Anh em nào chú ý, anh em nào chưa biết chạy thì nghe cách em chỉ. Còn nếu như anh em nào biết chạy thì thôi. Còn anh em nào đam mê những dòng xe này, cần mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 nha. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên cửa hàng Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em mình xem xe trực tiếp tại cửa hàng luôn. Cửa hàng bán xe là có ship xe đi các tỉnh luôn anh em, và có bán phụ tùng xe đầy đủ luôn. À, anh em đi nè. À, anh em nghe tiếng máy kỳ nhại, giờ em hai thôi đó. Đó, anh em mình để ý nha. Con này là nó tới 6 số luôn nên nó rất là tiện cho anh em mình đi đường trường nè, đi thành phố nè, đi đường dốc nè, nó rất là ok luôn anh em. Ít con xe nào mà 6 số lắm anh em mình để ý nha. Đó. Ít con xe nào mà 6 số lắm nên những dòng xe này anh em đi phượt đồ rất là thích luôn. Anh em nào đi anh em rất là thích vì những dòng xe này là nó tới 6 số anh em mình để ý nha. 6 số nên nhiều anh em mình lựa chọn xe thì những dòng xe mẫu Sport này thì anh em thích những dòng này nhất. Thích những dòng này nhất vì nó tới 6 số. Vì đa số những anh em tìm những dòng xe này cỡ này thì nó trong chỉ có 5 số thôi. Nhưng mà riêng mẫu xe này thì nó tới 6 số luôn. Nên hiện tại mẫu xe này thì đang hot ở thị trường hiện nay. Rất là nhiều anh em thích mấy dòng xe, mấy mẫu xe này. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, vì hộp số của nó tới 6 số, anh em chạy đường trường nè, chạy đường dốc nè. Đó, anh em leo dốc rồi, anh em chạy đường trường rồi. Anh em đi trong thành phố thì anh em đi cũng khá là ok luôn anh em. Tùy cái số lựa chọn để cho anh em mình đi. Đó, anh em mình để ý nha. Rồi, em sẽ tiến gần là em giới thiệu sát cho anh em xem từng chi tiết con xe này. Từ đầu tới đuôi, từ vỏ cho tới bánh, lốp, đồ, mọi thứ trên xe nha. Đó.
Rồi, ok. Khi mà em giới thiệu cho anh em xem từng chi tiết con xe này thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em để mình tiếp tục theo dõi cập nhật những video sau bên cửa hàng Tuấn Mô Tô đăng lên. Còn nếu như anh em nào mà đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like và một lượt chia sẻ video nha. Rồi, em sẽ giới thiệu cho anh em xem từng chi tiết con xe này để anh em mình tham khảo. Đó, con xe này là khá là rinh luôn. Đó, anh em xem thử có món đồ nào gọi là lô không. Đó, từng chi tiết, từ cái chi tiết nhỏ cho đến chi tiết lớn luôn nè. Từ cái xi nhan cho đến cái kính hậu luôn anh em. Vì rất là nhiều những dòng xe ngoài cửa hàng thị trường người ta chạy, đa số là người ta đã thay kiến hoặc thay xi nhan anh em để ý không. Nhưng mà riêng con xe này chủ sử dụng khá là kỹ, hầu như là để còn nguyên rinh luôn. Nó kiến hậu là riêng theo xe, bốn xi nhan trước xi nhan sau là vẫn còn riêng rinh hết. Đó, đèn nè khá là sáng luôn. Vỏ thì chạy vỏ không rụt nha. Đó, anh em yên tâm nha. Đây. Đó, anh em thấy không? Bên cửa hàng Tuấn Mô Tô hầu như là bán những xe rinh không nha. Đó, những mẫu SU như vậy thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô còn bán những mẫu SU Suzuki GD 110 nữa anh em. Suzuki GD 110 thì bên cửa hàng bán ra với giá cũng rất là rẻ cho anh em luôn. Đó, anh em nào cần thì anh em mà liên lạc cho em số điện thoại để em biết thêm thông tin chi tiết về xe. Đây. Còn con SU em này thì bên cửa hàng Tuấn Mô Tô đang bán ra với cái giá là 30.500. Con này là 150cc, dòng xe hộp số nó tới 6 số, phun xăng điện tử FI. Đó, dòng xe đời 2012, đúng dòng xe Nhật luôn. Đó, anh em mình xem nha. Đây, con xe nè. Từ chi tiết nhỏ cho đến chi tiết lớn, đồ hầu như là vẫn còn nguyên rinh hết. Đó. Xe này mà anh em đi tìm Suzuki em mà anh em không chọn con xe này thì nó thiệt với anh em là điều ha. Quá tiếc luôn anh em. Đó, em bán xe rất là nhiều năm nhưng mà chưa thấy chiếc xe nào mà nó rinh như chiếc xe này, mà nó chất lượng như chiếc xe này. Đó, riêng về phần máy móc thì nó thiệt với anh em là chưa đồng chạm tới bất kỳ một cái gì trên xe luôn. Ốc tán hầu như là vẫn còn nguyên rinh. Đây, biển số thành phố luôn. Đó, anh em nhìn ha. Bô nè. Đó, phục nè. Bánh nè. Đó, anh em thấy không? Khá là ok luôn. Phục bô này là bô rinh luôn nha. Chưa có móc bô nữa. Nước sơn rinh, tem rinh. Đó, rất là đỉnh. Đó, anh em thấy không? Rồi, về phần trên này thì kiến hậu nè, đồng hồ nè, ba tay cầm nè, tay côn nè, tay thắng nè, đó, cùm nè, đồ đạc trên xe là vẫn còn riêng theo xe hết. Đó, odo của nó thì đồng hồ này là đồng hồ điện tử nha, anh em mình để ý nha, em sẽ bật lên cho anh em xem. Đó, đồng hồ điện tử nha, đó, bố số luôn nè, hộp số 6 số, anh em đi số bao nhiêu báo cho mình số bao nhiêu. Đồng hồ km nè, đồng hồ tô mái nè, đó, xi nhan phải, xi nhan trái nè, bưng mo nè, đèn pha nè, đó, đầy đủ hết. À, qua bên này thì những con tắc này thì giống như những con tắc xe khác thôi. Đây là nút tắc máy phụ ha. Đây là nút mở đèn, có ba chức năng: đèn tắt, đèn bật sương mờ và đèn pha. Và dưới này là nút đề. Đó, qua bên này thì cũng vậy thôi. Đây, đây là nút cốt pha lên pha xuống nha. Đây là xi nhan trái nè, xi nhan phải, anh em thấy cái hình không? Và dưới này là nút kèn. Rồi, đây là nút pha. Đó, ba cái này là vẫn theo xe hết, khá là đẹp. Nắp xăng, chìa khóa nha. Đó, tem cảnh báo là vẫn còn đi theo xe. Tem của nó là tem rinh hết nha. Đó, này mình để ý ha. Đây. Đó, để mình xem. Quá là đỉnh con xe này thì nói chung là khá là đẹp anh em. Ốc tán này vẫn hầu như là bánh trước hay chưa mở ra luôn. Nè. Đúng luôn anh em ơi. Bánh trước là chưa mở ra luôn nè. Đây, anh em nhìn ha. Đó. Bánh mâm luôn. Đó, anh em nhìn ha, tuyệt vời. Đây. Đây, anh em kèn điện thoại xe của nó. Dòng này thì một kèn, nhưng mà qua đời GZ này nó là hai kèn. Đó, anh em mình để nha. Đây, bô nè, máy nè, FI nè. Đó, khá là đẹp.
Về phần bánh trước của nó thì đây, đĩa đĩa của nó ốc tán thì vẫn còn nguyên zin. Đây, này mình thấy khá là đẹp luôn nha. Máy móc nè. Về phần máy nè, zin hết nha. Ốc tán nhìn còn đẹp lắm anh em, rất còn sáng nha. Và sạch lắm. Đó anh em nhìn ha. Đây, máy Suzuki. Hộp số của nó thì 6 số, anh em để ý ha. Số 1 N 2 3 4 5 6. 6 số luôn nha. Đó, anh em thấy không? Con xe 6 số nó rất là ít anh em. Đó, những con xe mà 150 mà anh em đi tìm 6 số để anh em đi phượt, anh em chạy đường trường, anh em chạy đường dốc rất là khó tìm. Chỉ có dòng Suzuki GZ này thì nó mới có thôi. Suzuki AM này thì nó mới có 6 số thôi. Anh em mình để ý nha, máy nó y chang máy Suzuki GZ luôn, nhưng mà con này thì mẫu này nó tới 6 số. Đó, anh em nhìn ha. Anh này là có GZ thì anh em y chang con GZ luôn. Đó, nhìn thấy không? Tem FI. Khá là chuẩn luôn. Nhông sinh đĩa nè, còn rất là mới. Hệ thống FI của nó là made in Japan hết cho này. Đó, khá là ok. Em quay xa chiếc xe này cho anh em xem một lần nữa để anh em xem. Rồi, ok anh em, trong lúc làm video thì có gì sai sót thì mong anh em mình góp ý bỏ qua ha. Đó, còn video thì có xe sau thì bên Tuấn Mô Tô sẽ tả đúng như sự thật rồi. Đó, anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em. Mỗi anh em xem xong video thì anh em nhớ ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha anh em, và một lượt chia sẻ video. Đó, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em để mình theo dõi những video sau bên cửa hàng Tuấn Mô Tô. Và hầu như là gần Tết rồi, cuối năm thì bên Tuấn Mô Tô sẽ tổ chức một cuộc livestream trực tiếp và tặng cạc điện thoại cho anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, vào thời gian thì bên Tuấn Mô Tô sẽ công báo thời gian lên cho anh em để anh em đón xem, anh em nhận cạc điện thoại nha. Những anh em mà đăng ký kênh bên Tuấn Mô Tô thì anh em sẽ nhận được tin nhắn. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ giùm em, để em sẽ công báo cái buổi livestream trực tiếp để tặng cạc điện thoại cho anh em nha. Rồi, em xin chào hết và hẹn gặp lại anh em video sau. Con này là con Suzuki AM 150. Đó, đời 2012, biển số thành phố, chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên. Đó, con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán với cái giá là 30.500. Đó, xe là đẹp, nguyên zin nha. Đó, xe đẹp nguyên zin nha anh em. Đó. Số điện thoại liên lạc là 0369 669 659. Đó, hoặc anh em tới thẳng địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em mình trực tiếp thêm xe tại cửa hàng. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại hết toàn thể anh em video sau.